Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin, vấn đề, sự kiện đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chương trình trưa nay 23 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Dấu ấn ngày giải phóng trên địa bàn huyện Châu Đức. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 4, Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường để thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng ban pháp chế và phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng thời bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp thứ 13, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh trưởng ban pháp chế đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đối với ông Phạm Đình Đệ do không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tiếp đó, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đối với ông Nguyễn Thành Nam, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thị xã Phú Mỹ, chánh văn phòng thị xã. Kết quả với 100% phiếu đồng ý, ông Nguyễn Thành Nam được Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã thông qua nghị quyết về việc giải thể văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ do hai văn phòng này đã hợp nhất với văn phòng thị ủy thành văn phòng thị xã Phú Mỹ từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, theo quyết định số 1254 của thị ủy Phú Mỹ. Thưa quý vị, được quy hoạch là trung tâm công nghiệp cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, nên từ khi thành lập đến nay, thị xã Phú Mỹ đã có những bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ. Trong quá trình này, diện tích dành cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã cũng dần thu hẹp, đồng nghĩa với phần lớn lao động địa phương cũng chuyển sang các ngành nghề dịch vụ đang mở ra trên địa bàn. Thế nhưng không vì vậy mà nông nghiệp tại thị xã Phú Mỹ mất đi vị thế. Vị thế này càng được nâng cao hơn khi nông nghiệp trên địa bàn chuyển dần theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao. Nông nghiệp của Phú Mỹ trước thời điểm năm 2002 phần lớn là những vườn tạp với những loại cây trồng kém hiệu quả do phương thức sản xuất lạc hậu, do tác động của biến đổi khí hậu, do diện tích đất nông nghiệp dần thu hẹp. Trước thách thức lớn lao này, ngành nông nghiệp địa phương mà trước hết là bản thân của người nông dân nhận thức sâu sắc phải thay đổi toàn diện mới có thể tồn tại, huống hồ là muốn phát triển bền vững. Xã Sông Xoài, một xã thuần nông của thị xã Phú Mỹ với hơn 90% dân cư sống bằng nghề nông, việc thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp đã tạo thành làn sóng lan tỏa trên toàn địa bàn. Đối với địa phương cũng đã triển khai cho người dân áp dụng các cái mô hình về sử dụng cái phương pháp hữu cơ. Thì hiện nay thì xã Sông Xoài cũng có một số mô hình, tuy nhiên chưa được nhân rộng, nhưng đây là một cái mô hình mà mang đến một cái sản phẩm chất lượng, an toàn cho người dân. Vườn bưởi 10 hecta của hộ bà Tăng Kim Thận và ông Nguyễn Tấn Hùng, ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, trước đây là vườn cao su. Từ năm 2017, ông bà quyết định cải tạo vườn cao su để trồng bưởi. Và ngay khi chuyển sang trồng bưởi, ông bà cũng chọn phương thức sản xuất sạch, nghĩa là phải tạo ra sản phẩm hữu cơ phù hợp với xu hướng thị trường hàng hóa, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tôi nhất định là làm sản phẩm sạch, là làm phân hữu cơ để cái trái nó được ngọt. Phân hữu cơ thì nó rất là phát triển, cây của tôi trồng ở đây là nó mới có 3 năm mà hàng ngày chính mình rải phân rồi chính mình còn thấy sao mà cây của mình nó cứ mau lớn. Nó lớn hàng ngày mà mình thấy nó khác. Thành thử ra đi mặc dầu bỏ vốn vô làm rất là nhiều mà khi thấy phát triển là thấy vui lắm. Cây bưởi da xanh đã định danh tại thị xã Phú Mỹ năm 2003.
xã Sông Xoài được xem là thủ phủ của bưởi da xanh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện xã có 160 hectare bưởi, sản lượng bưởi thu hoạch trên 1 hectare, dao động từ 20 đến 40 tấn một năm, mang lại lợi nhuận cho người trồng bưởi 500 triệu đồng đến 1 tỷ 300 triệu đồng một hectare. Không chỉ thích hợp cho cây bưởi phát triển, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ cũng thích hợp để phát triển cây bơ. Toàn xã đang có hơn 30 hộ trồng bơ với 6,5 hectare. Bơ trồng tại Sông Xoài chủ yếu là giống bơ sáp Thái Dương, bơ bốt, bơ 034. Bơ Sông Xoài đã có mặt ở thị trường nhiều tỉnh thành cả nước, nhất là Hà Nội. Vườn bơ gần 3 mẫu này được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trước đó đây là vườn tiêu và cà phê. Sau thời gian nhận thấy cây tiêu cà phê không mang lại hiệu quả, nên chủ vườn đã quyết định chuyển sang trồng bơ. Thấy cái giống bơ ở đây trồng rất là tốt, đạt năng suất. Cho nên mình mới ý tưởng là mình mới mua một cái diện tích như thế này để mình làm. Hàng năm thì nó thu hoạch lên tới 20 đến 30 tấn một vụ. Và cái giá cả nó cũng ổn định. Trong một năm thì vụ mùa bơ này được 3 lần. Tiêu thụ vẫn đang rất thuận lợi tại vì cái giống bơ của mình á, nó đi ra Hà Nội rất là nhiều. Ở ngoài đó người ta chuộng, rất là chuộng giống bơ này. Rau xanh cũng đang phát huy vai trò nông sản chủ lực tại thị xã Phú Mỹ. Thời gian qua, Phú Mỹ từng bước hình thành các vùng chuyên canh rau sản xuất bằng công nghệ cao ở các xã Tân Hải, Sông Xoài và Châu Pha. Đây là vườn rau của gia đình ông Nguyễn Văn Hưng ở thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Vườn rau 3.000m2 trồng nhiều loại rau ăn lá như dền, quế, ngò, húng cây, tí tô đều đạt chuẩn Việt Gáp. Trồng theo Việt Gáp á, thì nó rất là khá thay đổi rất là nhiều so với truyền thống. Thứ nhất á, là riêng phân phải oai mục mà phải ủ oai mục để khử để làm tơi hoặc vôi tỏa. Cái thứ hai nằm đất phải phơi. Đó, phơi ít nhất là 4 ngày cho đến 1 tuần bắt đầu là mới xuống giống hoặc là mới cấy. Sử dụng thuốc thì phải theo đúng bốn đúng, đúng thuốc và xịt đúng lúc, đó đúng cách và đúng liều lượng. Thị xã Phú Mỹ có 2 tổ chức và 5 cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt trên diện tích 68 hectare, tổng vốn đầu tư 8,4 tỷ đồng. Các loại cây trồng được ứng dụng công nghệ cao chủ yếu là rau xanh và bưởi. Một số mô hình cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao cũng xuất hiện thời gian gần đây, như chuyên canh mãng cầu ta, chuyên canh nhãn xuồng cơm vàng. Hiện nay thì trên địa bàn Phú Mỹ thì chủ trương về phát triển của ngành nông nghiệp thì tập trung vô phát triển cái nông nghiệp đô thị. Thì trong nông nghiệp đô thị thì tập trung phát triển như là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất của cây trồng vật nuôi và tập trung vô phát triển nông nghiệp hữu cơ để tạo cái chất lượng cho cái sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới. Phát triển các vùng chuyên canh cây trái đặc sản là nền tảng để thị xã Phú Mỹ hướng tới mục tiêu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thị xã Phú Mỹ cũng đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các loại hình sản xuất nông nghiệp đô thị, kết hợp nông nghiệp truyền thống với nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và mức độ an toàn của sản phẩm, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, công nghiệp, chế biến và quá trình đô thị hóa. Thực hiện chương trình chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 do huyện Đoàn Đất Đỏ phát động, ngày 22 tháng 4, Đoàn Thanh niên xã Long Tân phối hợp với nhóm Chung Một Tấm Lòng thành phố Vũng Tàu tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc Chơ Ro. Mỗi phần quà do Đoàn Thanh niên xã Long Tân trao tặng tận tay những hộ có hoàn cảnh khó khăn gồm các thực phẩm thiết yếu, nước muối sát khuẩn và nước rửa tay khô trị giá 200.000 đồng, tổng kinh phí là 20 triệu đồng, do nhóm Chung Một Tấm Lòng thành phố Vũng Tàu ủng hộ. Những phần quà tuy không lớn nhưng đó là sự sẻ chia của cộng đồng, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ dành cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn. Đến nơi thì được gặp, được trao đổi và được biết được những cái hoàn cảnh của các cái hộ thì rất là khó khăn. Thì cũng mong muốn là có thể góp một phần công sức của mình để có thể san sẻ với lại bà con, để bà con cùng nhau có thể vượt qua cái thời gian dịch bệnh khó khăn này. Cuộc sống thường ngày ở gia đình thì rất khó khăn. Nay nhận được món quà hỗ trợ của
Mạnh Thường Quân và Đoàn Thanh niên xã. Tôi rất chân thành cảm ơn, rất xúc động. Mong rằng các Mạnh Thường Quân và đoàn xã sẽ thực hiện nhiều mô hình khác để hỗ trợ những gia đình nghèo khổ. Trước những khó khăn mà người nghèo gặp phải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Tiếng Anh ABC for Kids, nhóm chạy bộ Vũng Tàu có tên Vũng Tàu City House Harris và Honda Nghĩa chi nhánh Vũng Tàu đã tặng 168 phần quà cho người dân trên địa bàn phường. Mỗi phần quà gồm gạo, mì, nước mắm, dầu ăn, tổng chi phí khoảng 28 triệu đồng. Việc tặng quà được tổ chức đúng quy định phòng chống dịch bệnh như tránh tập trung đông người, rửa tay sát khuẩn khi đến nhận quà, đeo khẩu trang và đứng cách xa 2 mét. Doanh nghiệp tư nhân Dinh An, thành phố Vũng Tàu phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 1 và Thắng Nhì trao 800 suất quà, mỗi suất 5 kg gạo cho người nghèo, người bán vé số lẻ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn hai phường. Tổng kinh phí quà tặng là 47 triệu đồng. Việc tổ chức trao quà cũng được doanh nghiệp tư nhân Dinh An thực hiện theo đúng quy định của ngành chức năng nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị, theo báo cáo của Công an thành phố Vũng Tàu, tính từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4, dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường giảm đáng kể do cả nước thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 3 vụ nghiêm trọng, 13 vụ va chạm. Hậu quả làm chết 3 người, bị thương 12 người, hư hỏng 26 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 16 vụ, số người bị thương giảm 3 người, nhưng số người chết tăng 3 người. Đáng lo nhất là trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe biểu diễn phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự an toàn giao thông. Từ đầu tháng 3 đến nay, Công an thành phố Vũng Tàu đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 150 quái xế có hành vi vi phạm độ xe, tụ tập phóng nhanh, lạng lách, chạy xe biểu diễn trên đường phố. Thưa quý vị, cách đây 45 năm, vào ngày 27 tháng 4 năm 1975, huyện Châu Đức được hoàn toàn giải phóng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Châu Đức là một trong những mốc son sáng ngời đem lại hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của đảng bộ, quân và dân trong huyện, góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tô đậm thêm trang sử vàng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 45 năm sau ngày giải phóng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bảnh, Hội cựu chiến binh huyện Châu Đức vẫn nhớ như in khí thế hào hùng của những ngày tháng 4 năm 1975. Thời điểm đó, ông Bảnh thuộc Ban An ninh xã Ngãi Giao, huyện Châu Đức, đóng cùng Ban chỉ huy tiền phương tham gia chặn đường rút chạy của địch từ thị xã Long Khánh và tấn công chi khu Đức Thạnh, đầu não của chế độ ngụy quân, ngụy quyền ở huyện Châu Đức. Vào đêm 21 tháng 4, đại đội 41 huyện Châu Đức, bộ đội địa phương đã chặn đánh địch từ thị xã Long Khánh, rút chạy theo lộ 2, nay là quốc lộ 56, về chi khu Đức Thạnh. Quân ta tiêu diệt hàng trăm quân địch cùng hàng chục xe cơ giới bị bắn cháy. Tỉnh trưởng Long Khánh và nhiều cận vệ bị bắt ngay tại xã Ngãi Giao. Vào khoảng 17h30 phút chiều ngày 26 tháng 4 năm 1975, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bảnh cùng với du kích Ngãi Giao và trinh sát huyện Châu Đức đã dẫn đường cho Trung đoàn 12, Sư đoàn Sao Vàng đánh chiếm chi khu Đức Thạnh. Nhiều quân địch trong chi khu bị tiêu diệt. Ngoài ra, hàng trăm tàn binh phải băng rào, mở đường máu tháo chạy theo hướng Bình Giã ra Long Tân về Bà Rịa. Đến rạng sáng 27 tháng 4, sau loạt gần 100 trái pháo 130 ly, Trung đoàn 12 cùng với quân và dân địa phương đã tiếp quản Đức Thạnh,
giải phóng hoàn toàn Châu Đức. Tôi cũng dẫn bộ đội đi để chỉ những cái điểm quân sự, cái chi khu yếu khu của địch, đặc biệt là cái chi khu Đức Thạnh. Tới 6 giờ 20 buổi tối ngày 26 thì như vậy là lệnh như là bắt đầu nổ súng, là pháo, trận địa pháo mình đặt ở trên chỗ ấp 3 giờ đó, khoảng 30 khẩu pháo kéo về nằm ở đó, thì mới dập chi khu Đức Thạnh, núi đất, thì hai cái chỗ đó là chính. Thì như vậy là dập một loạt đầu, thì bộ đội là vô phá rào, cắt rào vô thì nó bắn trả. Chi khu Đức Thạnh thì chỉ tới bị rào ở đó tới sáng mới vô tiếp quản, nhưng mà 8 giờ 20 tối thì chi khu Thạnh nó bỏ trốn rồi, trốn về hướng Bình Giã. 45 năm đã trôi qua, trong những ngày tháng 4 lịch sử này, quê hương Châu Đức như khoác lên mình tấm áo mới, trẻ trung, năng động khi phố xá ngập tràn cờ hoa. Nhiều nơi vẫn vẹn nguyên những chứng tích còn sót lại của thời chiến, như nhắc nhở mỗi người dân nơi đây về niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Qua cái lịch sử thì chúng tôi cũng lấy đó để làm cái truyền thống để giáo dục cho thế hệ trẻ, để rồi thấy được cái công sức của tổ tiên cha anh đã đổ mồ hôi, xương máu trên cái mảnh đất Châu Đức này, mảnh đất Bà Rịa Long Khánh này, để rồi các em, các cháu là tiếp tục giữ gìn, phấn đấu học tập, rèn luyện. Sau 45 năm ngày giải phóng và hơn 25 năm tái lập, huyện Châu Đức đã có bước phát triển căn bản toàn diện khi liên tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự góp phần thay đổi diện mạo vùng quê vốn bị tàn phá trong chiến tranh, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Hệ thống giáo dục ngày càng hoàn thiện, cơ sở vật chất từng bước đầu tư khang trang, chất lượng y tế từng bước nâng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương đi lại. Công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều toàn huyện hiện chỉ còn 1,81%. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm và vượt mức 50 triệu đồng một người vào năm 2019. Trước năm 1975 thì huyện Châu Đức là một vùng căn cứ cách mạng, do đó cũng đã chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc chiến tranh để lại. Nhờ sự phát triển tập trung lãnh đạo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng đúng đắn dưới tình hình thực tế của địa phương, thì đồng thời được sự quan tâm của các cấp, các ngành của tỉnh, được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện nhà. Do đó đã có sự chuyển đổi, phát triển mạnh, đồng bộ, toàn diện về vật chất, tinh thần, kỹ thuật, hạ tầng, cơ sở đã nâng cao đời sống rõ rệt của người dân trong những năm tiếp theo. Thì Đảng bộ huyện Châu Đức sẽ tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động đúng hướng để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, và huyện cũng sẽ sớm trở thành huyện nông thôn mới. Với truyền thống tự lực tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Châu Đức tiếp tục phát huy tinh thần anh hùng cách mạng trong chiến đấu, tận dụng, khai thác và phát huy tốt những lợi thế tiềm năng. Cùng đoàn kết một lòng vượt qua thách thức, đưa Châu Đức vươn lên mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc trong tương lai.